À vâng, xin chào anh em nhé. Thì em vừa rồi em đã test qua cái máy nan gen 5 tia xanh nan kinh cho anh em thấy, em đã test ngoài trời nắng nhé. Và sau đây em sẽ phổ biến chi tiết về máy. Cho bộ máy nan gen nan kinh 5 tia xanh này thì bên em đang giảm giá còn 990.000 đồng là miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Thì 990.000 đồng anh em được miễn phí vận chuyển về tận nhà, anh em được mở hàng, xem hàng, test thử máy. Ok rồi mình thanh toán tiền trực tiếp cho bưu tá cho em nhé. Chọn bộ thì bao gồm một máy 5 tia xanh Lion King, một máy 5 tia xanh Lion King nhé, một chân máy này, một kính này, một sạc này, một sổ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh này, một hộp đựng sản phẩm nhé, và kèm trong bộ là bọn em gửi kèm cái thẻ bảo hành, và bên em tặng kèm thêm cho anh em thêm một quả pin nữa, một quả pin dự phòng như thế này. Dung lượng quả pin dự phòng nó khoảng tầm 5.000 đến 4.800 đến 5.800 mAh cho dung lượng thời gian sử dụng cho anh em khoảng tầm 3 đến 5 tiếng liên tục. Đấy, và sau đây em sẽ phổ biến chi tiết về máy. Máy Nagen Lion King 5 tia xanh, ngoại quan của máy được dập khuôn đúc nhựa rất là chắc chắn, rất là chi tiết, và cái màu sắc của sản phẩm nhìn rất là dịu dịu mắt, nó không bị chói mắt, và trên thân máy nó là màu đen đen dập đúc luôn. Đấy, chân máy này, cái chân nhọn này này, cái chân nhọn ba chân nhọn này này được đúc nguyên khối bằng sắt, bằng thép, em nghĩ là bằng thép. Đấy, rất là nặng, nặng như một đầu đạn luôn, nó rất là nặng. Đấy, anh em thấy chân máy nó rất là chắc chắn này. Trên máy thì đã được bọn được bên em dán một cái tem để chống hàng giả và cái tem bảo hành. Đây là máy Nagen Lion King này, laser tool này, made in Taiwan này, dòng Lion King này được sản xuất tại Đài Loan anh em nhé. Đấy, và phím bấm của máy là phím cảm ứng, phím bấm của máy là phím cảm ứng. Đây anh em xem không ạ, anh em xem thấy nhá, V là cái đứng H là cái ngang này, đúng không ạ, V đi đứng H cái ngang này, và cái biểu thị nút sao giữa đốt V nút lại chính là chỉnh cái động tiên nhạc, cũng chính là nút khóa tia. Thì anh em một khóa tia nhé, em khóa tia này, anh em một khóa tia đấy, anh em chạm nhẹ ở lúc này đấy, xong nó tít tít ở lần thứ hai là nó sẽ khóa tia thôi, đúng không ạ, anh em thấy không ạ. Đấy, và một thoát chế độ khóa tia ra thì anh em chạm ở đây đấy, nó tít tít ở lần thứ hai là nó sẽ thoát cái chế độ khóa tia ra. Đấy, như vậy thì em đang nghiêng máy thì nó sẽ báo hiệu, nó sẽ phát ra tiếng kêu tít tít để báo hiệu là độ không thăng bằng anh em nhé. Đây em sẽ để máy ra này xa xa một chút để cho anh em xem cái độ tia của nó rất là chuẩn xác và rất là mịn, rất là sắc nét nhé. Đấy, anh em nhìn vào tường cho em xem ạ. Tia nó rất là sắc nét, rất là mịn, và em đã bắn sao ngoài trời cho anh em thấy rồi. Đây, tất cả những cái dòng máy Nagen 5 tia xanh của Lion King rất là chất lượng. Đấy, phím cảm ứng, đặc biệt phím cảm ứng thì anh em chạm nhẹ nhẹ nó lên tia, khi mình sử dụng ở những chỗ vùng trũng hoặc là vùng lầy thì mình chạm vào máy thì nó không lún máy, là không lún cái kích thước của anh em khi sử dụng. Đấy, em xin báo giá lại nhé, máy Nagen 5 tia xanh Lion King này thì bên em đang giảm giá còn 990.000 đồng là miễn phí vận chuyển về tận tay cho anh em. Anh em nhận hàng, anh em được mở xem hàng, test thử máy, ok rồi mình thanh toán tiền trực tiếp cho bưu tá cho em nhé. Máy thì được bên em bảo hành theo phiếu bảo hành này là 12 tháng và lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Anh em giữ lại cái thẻ bảo hành này, khi nào cần tư vấn bảo hành máy thì liên hệ với em nhé. Đấy, đây em xin báo giá lại là máy Nagen Lion King bên em đang giảm giá còn 990.000 đồng là miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Và sau đây anh em xem em quay những cái sản phẩm, những cái dòng tia của máy cho anh em thấy nhé. Đây, tia của máy, tia dây của máy này, anh em thấy không ạ? Tia dây của máy nhé, tia dây rất là mạnh này, đúng không ạ? Bắn rất là xa và lên trần nhà này, anh em thấy lên trần nhà này. Đấy, đúng không ạ? Tức cái tia đứng của nó sẽ chiếu được 360 độ bốn bức tường, còn cái tia ngang của nó chỉ chiếu được một mặt thôi, đúng không ạ? Đấy, anh em xem nhé. Đây, và sau đây em sẽ bắn xa cho anh em một máy cho anh em thấy. Đây, anh em đem dựng một máy lên em bắn xa cho anh em thấy. Em bắn xa cho anh em thấy nhé. Đây, anh em ngẩng máy lên này. Đấy, bắn xa cho anh em thấy, cái điểm chấm của nó rất là sáng. Anh em ở trong màn hình nó nhìn nó không được sáng rõ nét, nhưng mà ngoài trời anh em nhìn thấy cực kỳ, cái điểm chấm nó cực kỳ sáng luôn. Đây, anh em thấy cái điểm chấm của nó không ạ? Đấy, đây anh em thấy không ạ?
cái điểm chấm nó rất là sáng nhé. Đây, rất là sáng, tia nó rất là mạnh, tia nó rất là mạnh và sắc nét. Đấy, giá thì bên em đang giảm giá còn có 990.000 đồng thôi. 990.000 đồng thì anh em được miễn phí vận chuyển về tận nhà. À vâng, à, em xin kết thúc video tại đây. Anh em có nhu cầu thì mua máy thì liên hệ với theo để lại số điện thoại dưới video này, hoặc là liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em là 0975842993 và 0326548330 nhé. Check Zalo em tin Cường nhé. Vâng, em xin cảm ơn các bác đã xem hết video của em trong ngày hôm nay. Xin hẹn các bác trong những video tiếp theo nhé. Xin chào anh em nhé, xin chào các bác nhé. Hôm nay bên em lại tiếp tục về thêm cái dòng máy Naze 5 tia xanh. Thì trên màn hình các bác đang xem em quay máy Naze 5 tia xanh Lion King nhé. Đây là dòng máy 5 tia xanh làm ngoài trời. Sau đây thì anh em chú ý vào những cái sản phẩm mà em đang quay và những cái đường tia mà em đang quay trên màn hình cho anh em xem nhé. Đây cái tia dây của nó này. Tia dây của nó này rất là sắc nét này, rất là mịn này, đúng không ạ? Anh em nhìn thấy không ạ? Và đây là cái điều quan trọng là anh em muốn xem cái sản phẩm máy Naze 5 tia xanh nó bắn xa ngoài trời như thế nào. Đây anh em xem đúng không ạ? Đấy, đây là tia dây này. Tia dây nó rất là mạnh này. Đấy, và độ bắn xa của nó này, anh em xem xem. Anh em xem, ở kia là em đang chiếu ra trời nắng đúng không ạ? Anh em xem thấy cái tia dây của nó giúp em nhé. Đấy. Em đi xem dây này này. Đấy. Anh em thấy không ạ? Đây. Cái điểm chấm của nó rất là xa, rất là sáng. Cái nhà em là khoảng hơn 15 mét. Này anh em thấy không ạ? Cái điểm chấm này. Điểm chấm nó rất là sáng này. Đấy, và bắn xa nó rất là xa nhé. Quan trọng là anh em nằm ngoài trời thì anh em nên dùng máy 5 tia nhé. Đấy. Đây, anh em thấy không ạ? Cái điểm tia của nó rất là sáng này, điểm chấm nó chiếu rất là sáng và tia dây của nó chiếu rất là xa. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, anh em thấy ở cái điểm góc kia gọi là góc tường không ạ? Đấy, thì góc điểm góc tường không ạ? Đây, bắn rất là xa nhé. Anh em thấy không ạ? Đấy.